Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 6 tập 1 cánh diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài chương 1 số tự nhiên. Trong chương này gồm có những là chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung sau: tập hợp các số tự nhiên, các phép tính trong tập hợp số tự nhiên, quan hệ chia hết, số nguyên tố, ước chung và bầu chung. Phần đầu tiên chúng ta sẽ học cái phần tập hợp. Chúng ta xem cái mục này. Sưu tập tem là một trong những sưu tập phổ biến trên thế giới. Tem là những cái con tem mà dán vào cái lá thư á. Lá thư đây là những cái con tem của Việt Nam chúng ta. Đây là cái tem này, nó có cái đặc trưng là toàn là hoa lan, hoa phong lan, được chưa? Đấy. Rồi có những cái loại con tem nó khác nữa, nhiều lắm, nhiều dạng lắm. Đây là chúng ta lấy con tem này, chúng ta dán vào cái bì thư, rồi chúng ta gửi thư đi. Mỗi con tem như là một cái tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ. Người sưu tập tem thường sưu tập theo các chủ đề. Ví dụ như cái tem này là một cái chủ đề về hoa phong lan, hoặc là chủ đề về phong cảnh thiên nhiên, hoặc là biển đảo, vân vân. Mỗi bộ sưu tập là một tập hợp các con tem theo một chủ đề. Như vậy là tập hợp có nghĩa là gồm những cái gì đó, một cái vấn đề gì đó, cái vấn đề đó chung, có chung một cái nét, chung một cái điểm. Rồi chúng ta xem xuống một vài cái ví dụ. Một số ví dụ về tập hợp. Khái niệm tập hợp thường gặp trong các toán học và trong đời sống chẳng hạn. Chúng ta sẽ lấy cái đời sống thì nó dễ tiếp thu với mình hơn. Tập hợp có số tự nhiên nhỏ hơn 10. Rồi tập hợp các học sinh lớp 6A. Rồi chẳng hạn như là tập hợp các bạn học sinh giỏi. Rồi chẳng hạn như tập hợp tất cả những cái bạn học sinh giỏi toán. Rồi tập hợp các bạn thích đá bóng. Rất là nhiều. Rồi tập hợp các số trên mặt đồng hồ hình 1. Đó là một cái tập hợp. Tập hợp nó rất là nhiều. Ví dụ như là trong trường em thì chúng ta gọi là tập hợp các lớp, các khối lớp 1. Đó cũng là một tập hợp. Ví dụ như là tập hợp các khối lớp 2, tập hợp các khối lớp 3, hay là tập hợp các khối lớp 6, vân vân. Chúng ta xem cái ký hiệu và cách viết các tập hợp. Cái phần này nè, cái phần vẽ cái đầu của người này nè, là cái phần này là phần ghi nhớ nha. Cái phần có cái ký hiệu này, chúng ta ghi nhớ cái phần này. Người ta thường dùng các chữ cái in hoa đặt tên cho tập hợp. Nhớ nha, chữ cái in hoa nha. In hoa chứ không phải là thường đâu, in hoa. Ví dụ tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 5. Ta viết A bằng, rồi cái dấu ngoặc này, ngoặc nhọn. Rồi 0, 1, 2, 3, 4. Những cái phần tử này là có chấm phải. Chấm phải. Đây là hai cái dấu ngoặc nhọn đóng lại. Các số là 0, 1, 2, 3, 4 được gọi là các phần tử của tập hợp đó. Các phần tử. Phần tử trong này. Ví dụ như giờ chúng ta nói là tập hợp các lớp, các khối lớp 6. Thì trong đó nó có, sẽ có là lớp 6A, ví dụ vậy, lớp 6B, lớp 6C, số D. Như vậy là mỗi cái lớp 6 đó thì được gọi là cái phần tử của tập hợp A. Tập hợp A. Cái này là người ta họ giải thích thêm. Các phần tử của một tập hợp được viết trong dấu ngoặc nhọn. Cái này là dấu ngoặc nhọn nè. Cách nhau bởi dấu chấm phải. Chấm phải. Chúng ta viết dấu phải thì không được, mà phải viết là chấm phải, chấm phải, chấm phải, chấm phải. Mỗi phần tử được liệt kê một lần. Chú ý nha. Mỗi phần tử được liệt kê một lần. Thứ tự liệt kê thì tùy ý. Ví dụ như chúng ta viết một cái
tập hợp các chữ cái trong chữ Bác Hồ. Thì trong đó có những cái từ nó trùng nhau chúng ta không viết được, chúng ta sẽ qua cái bài tiếp theo thầy sẽ nói được. Chú ý cái chỗ này, chỉ liệt kê một lần, nhớ nha, một lần thôi. Ví dụ như giờ tập hợp các bạn trong trong lớp thì chúng ta tập hợp những cái bạn mà khác tên thì chúng ta tập hợp lại được. Còn trùng tên thì cái trường hợp mà trùng tên thì chúng ta vẫn liệt kê, nhưng mà tại vì mỗi cái con người nó khác nhau chúng ta liệt kê được không? Chứ ví dụ như giờ chúng ta thầy lấy những cái chữ viết này, ví dụ như giờ phần tử của tập hợp thì trong này có cái chữ nào mà giống nhau thì chúng ta phải bỏ ra được. Ví dụ như chữ chữ P này, với chữ P được, nó giống nhau thì chúng ta không có lấy, chú ý cái chỗ này. Rồi tóm lại là cái chỗ này thì thứ nhất là viết chữ cái hoa, thứ hai là có dấu hai hoặc nhọn và dấu chấm phẩy cách nhau. Những cái trong này được gọi là cái phần tử, là cái phần tử. Chúng ta qua trang tiếp theo. Ví dụ 1, cho tập hợp M bằng dấu mũi nhọn hoặc nhọn, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, bóng rổ. Cái này là nó có cái đặc tính là những môn thể thao. Hãy đọc tên các phần tử của tập hợp đó. Giải: tập hợp M gồm các phần tử là bóng bàn, bóng đá, cầu lông và bóng rổ. Tập hợp M gồm các phần tử chấm hai chấm bóng bàn, bóng đá, cầu lông và bóng rổ. Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10. Rồi, thầy viết chỗ này luôn. Bây giờ tập hợp A người ta họ yêu cầu là A đúng không? A đó, nè, bằng mở ngoặc nhậu, nè. Rồi số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10, như vậy là bắt đầu là số 1 chấm phải nè, số 3 chấm phải, số 5 chấm phải, số 7 chấm phải và số 9 đó. Đó là cái viết tập hợp A gồm các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10. Rồi chúng ta qua phần 3, phần tử thuộc tập hợp. Cho tập hợp B gồm là bằng là mũi ngoặc nhọn là 2, 3, 5 và 7. Số 2 và số 4 là có cái phần tử của tập hợp B không? Như vậy là số 2 có đây, được. Còn số 4 trong này không có, thấy không? Số 2 thì có nhưng mà số 4 thì không. Số 2 là một phần tử của tập hợp B, được, nó có trong này, nó có trong này. Ta viết là 2 thuộc B, đọc là 2 thuộc B. Cái dấu này là dấu thuộc, dấu này là dấu thuộc. Còn số 4 trong này không có đúng không? Trong này số 4 không là phần tử của tập hợp B, nó không có, nó không phải. Ta viết là 4, nó cũng dấu thuộc như vậy, chúng ta xịt xuống gạch một cái, 4 không thuộc B, đọc là 4 không thuộc B. Được, như vậy chúng ta nắm được là người ta họ cho bất kỳ một cái tập hợp, rồi người ta họ cho hoặc là người ta hỏi là những cái phần tử này, phần tử kia có thuộc hay không. Chúng ta xem vào trong này có thì nó thuộc, mà nó không có trong này thì nó không thuộc. Vậy thôi. Ví dụ 2, cho tập hợp M bằng A, E, I, O, U. Phát biểu nào dưới đây đúng? A thuộc M. Xem có A đây, có A, A thuộc M, có, được. Câu số 2, C thuộc M. Xem có C không? Không có.
trong này không có C, cho nên cái này là sai, câu 2 sai. Đó. Câu 1 đúng này, câu 2 sai. Câu số 3. E không thuộc M. Đây có E, à, trong này có E. Mà E người ta họ ký hiệu là không thuộc là sai. Đúng, nó ra phải ký hiệu là thuộc mới đúng. Đó. Ký hiệu là thuộc mới đúng. Đó, giải câu 3 là sai. Câu số 4. D có D không? Trong này không có D. D không thuộc M, vậy là câu này đúng. Vậy là phát biểu là câu 1 và câu 4 là đúng. Được. D trong này đâu có đâu, thì nó không thuộc M là hợp lý. À. Bài số 2, cái phần 2 này. Cho H là tập hợp gồm các tháng dương lịch có 30 ngày. Như vậy thì chúng ta viết cái tập hợp của H. Bây giờ thầy tận dụng ở chỗ này, thầy làm chỗ này luôn ha. Tập hợp H bằng. Rồi bây giờ người ta yêu cầu là tháng dương lịch có 30 ngày. Bây giờ chúng ta làm sao chúng ta biết được là tháng nào có 30 ngày và tháng nào có 31 ngày. Bây giờ thầy nắm cái ngón tay, thầy nắm cái bàn tay lại này, được không? Nó u lên thấy chưa? Bàn tay này. Nắm lại. Rồi. Cái u đầu tiên này chúng ta phải đánh số 1. Được không? U đầu tiên này. Rồi, cái sủng này chúng ta sẽ đánh số 2. Cái u này chúng ta sẽ đánh số 3. Cái sủng này là chúng ta đánh số 4. Và tương tự cái u này chúng ta sẽ đánh số 5. Cái sủng là số 6. Cái u này là chúng ta sẽ đánh số 7. Đó. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy. Rồi chúng ta qua bên này. Bên này tay phải. Thầy đang cầm viết tay trái. Thì nó viết chữ 66 tí ha. Hiện tại thầy cũng có đó ghi là vì lý do là thầy cũng mới hồi xưa, thầy cũng mới dạy cái bài nó liên quan đến tính tháng này. Như vậy tháng 8 này. Sủng xuống là 9 này. Này 10 này. Đó. Cái này 11 nè. Cái này là 12. Đó. Đấy. Thế bây giờ chúng ta xem nè, cái nào mà nhô lên nó là 31 ngày. Cái nào sủng xuống là 30 ngày, ngoại trừ tháng 2. Tháng 2 là tháng ngoại lệ, được chưa? Như vậy là thầy nhắc lại, cái nào mà nhô lên như này thì 31 ngày. Sủng xuống là 30 ngày, tháng 2 là tháng ngoại lệ. Không nói. Như vậy là chúng ta tới đây là tháng sủng xuống này là tháng 4 này, tháng 6 này, được chưa? Nó sủng xuống thế giờ tháng 4 và tháng 6, tạm thời chúng ta phải ghi là tháng 4. Tháng 4 chấm phải tháng 6 chấm phải. Rồi chúng ta qua bên này, tháng 9 và tháng 11, được không? Sủng xuống này. Bây giờ tháng 9 và tháng 11. Tháng 9 chấm phải. Chỗ này hết thầy viết xuống dưới đây tí hả? Tháng 11. Đóng mặt nhọn lại. Rồi như vậy chúng ta có tổng cộng là bao nhiêu tháng này? Tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11, như vậy chúng ta sẽ có là 4 tháng. Rồi chúng ta qua cái phần tiếp theo. Chọn ký hiệu thuộc, không thuộc, thích hợp cho dấu chấm hỏi. Tháng 2 như vậy có thuộc khác hay không? Trong này không có à, trong này không có. Thì chúng ta sẽ điền là dấu này. Cái chỗ này thì thầy điền đây à, không thuộc. Được chưa? Tháng 4 có thuộc hát không? Đây, tháng 4 thuộc trong tập hợp hát có tháng 4. Được. Chỗ này không có, chỗ này hết chỗ thầy điền ngoài này nha. Chúng ta điền dấu này vào ngay giữa chấm hỏi này. Rồi tháng 12 có thuộc tập hợp hát không? Trong này không có. Được. Không có thì chúng ta điền cái dấu này, dấu không thuộc.
xịt cái. Chúng ta qua phần 4. Cách cho một tập hợp. Quan sát các số được cho ở hình hình 2. Đây, hình 2 đây. Hình 2 là trong cái bảng này chúng ta có là số 0, số 2, số 4, số 6 và số 8. Rồi A là tập hợp các số đó. Liệt kê các phần tử của tập hợp A và viết tập hợp A. Như vậy trong này thì người ta họ liệt kê các phần tử của tập hợp A là số 0, số 2, số 4, số 6 và số 8. Đây, các phần tử của tập hợp A là số 0, số 2, số 4, số 6 và số 8. Ta viết tập hợp A là bằng là mở ngoặc nhậu 0, 2, 4, 6, 8 chấm phải nha, chấm phải, chấm phải. Khi ta viết A bằng mở ngoặc nhậu 0, 2, 4, 6, 8 đóng ngoặc nhậu là đã cho tập hợp A theo cách liệt kê các phần tử. Có nghĩa là liệt kê các phần tử, có nghĩa là có bao nhiêu phần tử chúng ta liệt kê ra. Chúng ta liệt kê ra, chúng ta thấy tại đây luôn, chúng ta thấy cụ thể luôn, gọi là liệt kê. Chúng ta thấy các phần tử cụ thể, đó gọi là liệt kê. Rồi chúng ta sẽ có một cái cách thứ hai nữa là chúng ta làm nó không phải liệt kê. Chúng ta qua trang tiếp theo. Phần B. Các phần tử của tập hợp A có tính chất chung nào? Tính chất chung nào? Các phần tử của tập hợp A đều là các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10. Như vậy là ta có thể viết A mở ngoặc nhậu x, với x là số tự nhiên chẵn và x bé hơn 10. Đó là rồi cái dấu xịt đấy. Đó. Như vậy nó có cái đặc tính chung là số tự nhiên chẵn. Là số tự nhiên chẵn. Khi ta viết A là bằng mở ngoặc nhậu x xịt x, x là số tự nhiên chẵn, x bé hơn 10 là cho tập hợp A theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Đó. Cái này là chúng ta không có thấy cái mẫu phần tử của nó cụ thể, mà chúng ta viết theo dạng là đặc trưng. Đặc trưng. Ví dụ như là đặc trưng, ví dụ như lớp 6, chúng ta liệt kê tất cả những cái bạn học sinh giỏi. Này, như vậy là đó có tính chất chung. Rồi chẳng hạn như là chúng ta viết các phần tử liệt kê, không phải liệt kê mà chúng ta viết cho các bạn là thích đá bóng, thì đó là những cái tính chất đặc trưng của nó. Phần tiếp theo, có hai cách cho một tập hợp. Này. Thứ nhất là liệt kê các phần tử của tập hợp. Đấy, liệt kê thì nãy chúng ta nói bên này, được không? Còn ở phần này là chỉ ra cái tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Như vậy chúng ta nhớ là có hai cách viết. Chúng ta xem cái ví dụ 3. Cho B là tập hợp các chữ cái xuất hiện trong chữ đồng đồ. Đồng đồ. Viết tập hợp B bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp. Giải, ta có tập hợp B là B bằng mở ngoặc nhậu là chữ D, chữ O, chữ N và chữ G đóng ngoặc nhậu lại. Như vậy trong này thì chúng ta thấy là chữ đông, còn chữ đô nó đi đâu? Nó đi đâu? Thì bữa nãy thầy nói ở phía trước á, thầy nói là mỗi phần tử chỉ thức xuất hiện một lần. Mỗi phần tử chỉ thức xuất hiện một lần. Như vậy chữ D và chữ D nó trùng nhau, cho nên chúng ta lấy chữ 1 chữ D. Đó, đây là chữ D và chữ D này nó trùng nhau này. Chúng ta lấy chữ 1 này thôi. Và chữ O và đây cũng có chữ O, như vậy nó trùng nhau. Nó trùng nhau cho nên này chữ O này bỏ. Như vậy là cái chữ còn này thành chữ đồng. Được. Đấy, nhớ nha, mỗi phần tử chúng ta chỉ lấy một lần thôi, chúng ta liệt kê nó một lần thôi. Còn nó trùng chúng ta bỏ. Điển hình như cái chữ chữ đô này nó trùng với là chữ đô bên này chúng ta bỏ.
Cho nên chúng ta chỉ còn là như bao nhiêu chứ, chứ hỏi của chữ đông đây rồi chữ đô đi đâu là nó vào đây luôn này, nó giống nè. Rồi chúng ta xem ví dụ 4. Cho tập hợp A bằng mở mặt nhọn x xiệt x là số tự nhiên. Số tự nhiên là số nào? Là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vân vân. Rồi. Với điều kiện là con x này nó lớn hơn 3 nhưng nó nhỏ hơn 9. Đây là người ta họ cho theo kiểu gì? Kiểu có tính chất đặc trưng chứ không phải liệt kê nữa, tính chất đặc trưng. Đặc trưng là số tự nhiên. Rồi, chúng ta xuống dưới chúng ta xem gì đây. Chọn ký hiệu thu và không thuộc, thích hợp điền vào dấu chấm hỏi. Câu A 4 chấm chấm A, B 8 chấm chấm A, 9 dấu chấm hỏi A. Như vậy thì chúng ta người ta họ cho cái này. Một thì chúng ta nếu như chúng ta hình dung được thì chúng ta làm luôn. Còn hai chúng ta chưa hình dung được thì chúng ta phải làm ra cái cách liệt kê. Được. Chúng ta viết ra cái cách liệt kê rồi chúng ta mới xem. Nhưng mà liệt kê có nghĩa là đây nè, từ 3 đến 9 như vậy nó sẽ là con 4 đúng không? Con 4 là tới con 8. Như vậy cái tập hợp của cái này nó sẽ ra vào là con 4 và con 8. Ta có A là bằng 4, 5, 6, 7, 8 đúng không? Chúng ta thấy là con 4 vào đây mới hợp lý. Con 3 đâu hợp lý đâu, con 3 đâu thể lớn hơn 3. Cho nên con 4 hợp lý, con 5 5 nó vẫn lớn hơn 3 và nhỏ hơn 9. 6, 7, 8 rồi. Như vậy chúng ta sẽ chuyển cái tập hợp đặc trưng này chúng ta qua cái viết theo là liệt kê. Như vậy là từ 4 đến 8. Do đó thì bây giờ quay lại cái câu này, 4 thuộc A không? Đây có 4 4 thuộc A. Được, được. Rồi tiếp theo 8 thuộc A không? Đây có 8. Có 8, 8 thuộc A. Rồi 9 thuộc A không? Trong này không có. Trong này không có. Cho nên là 9 không có thuộc A. Rồi chúng ta quay qua bài này. Cho C cho tập hợp C là bằng mở ngoặc nhọn x xiệt x, x với số tự nhiên là chia cho 3 dư 1. Với điều kiện là từ 3 bán x, x bán hơn 18. Hãy viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp. Như vậy đây là người ta họ cho dạng đặc trưng là chúng ta viết liệt kê giống như này. Bây giờ chúng ta phân tích này, là số tự nhiên mà chia cho 3 mà dư 1. Như vậy thì chúng ta xem cái bản cái chia hết cho 3 này. Mà đây là từ 3 đúng không? Như vậy là chúng ta có 3 là chia hết cho 3. Rồi tới 6 nè, đúng không? Rồi tới 9 nè, 12 nè, 15 nè. Và 10 18. Rồi, xem lại. Bản cửa chương 3 chúng ta đọc là 313, 326, 339, 34, 12, 35, 15, 36, 18. Như vậy chúng ta lấy án chừng như thế. Được chưa? Rồi người ta họ nói là gì? Chia cho 3 mà dư 1. Chia mà cho 3 mà dư 1. Như vậy thì cái này nó trở thành là chúng ta sẽ lấy là con số 4. Được không? 4. 4 chia 3 dư 1 được. Được không? Đây là những con số chia hết. Như vậy ngay chỗ này thì chúng ta lấy con số chia hết này chúng ta cộng cho 1. Lấy con số chia hết ta cộng cho 1. 3 là cộng 1 bằng 4, 6 cộng 1 là bằng 7, 9 cộng 1 là bằng 10, 12 là cộng 1 là bằng 13, 15 là cộng 1 là bằng 16, 18 là cộng 1 là bằng 19. Và con 19 thì nó vượt quá 18 rồi, cho nên chúng ta không có lấy. Được không? Đây con này là chúng ta bỏ. Được chưa? Như vậy còn là con 4, 4 lớn hơn 3 đúng không? Hợp lý. Rồi, con 7 hợp lý, 10 hợp lý, 13 và 16 hợp lý. Rồi. Như vậy cái tập hợp của C này là gồm là 4, 7, 10, 13 và 16. Rồi.
Rồi chúng ta viết cái tập hợp C. Thì viết ở đây ha, tập hợp C. Bốn, bảy, mười, mười ba, mười sáu, đóng mặt nhọn lại. Tiếp tục chúng ta phải qua bài này, viết tập hợp các chữ số xuất hiện trong số này. Như vậy thì người ta yêu cầu là viết tập hợp. Viết tập hợp thì người ta họ không nói gì. Không nói gì thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ chọn một tập hợp, cho một tập hợp bất kỳ. Ví dụ như cho tập hợp A, B, C, D, đúng không? Yeah. Ví dụ như thầy cho là một cái tập hợp N đi, được không? Cho nó là lạ tí. Tập hợp N bằng, rồi mở mặt nhọn. Rồi trong này thì chúng ta thấy là con 2020. Như vậy thì chúng ta thấy con số 2 và số 2 đây nó xuất hiện hai lần. Con số 0 đây, số 0 đây chúng ta xuất hiện hai lần. Thì người ta họ nói rằng cái viết khi viết tập hợp mà nó trùng nhau chúng ta bỏ, có nghĩa là xuất hiện một lần thôi. Cho nên ngay chỗ này là con số 2 và con số 0. Hay. Được không? Đấy. Rồi chúng ta bỏ. Bỏ con một hai con số này. Vậy tóm lại bài hôm nay thì chúng ta sẽ thứ nhất là biết viết một cái tập hợp. Đó. Cái tập hợp là một chữ cái hoa. Được. Và trong hai cái dấu mặt nhọn. Và mỗi cái phần tử ở trong này thì cách nhau bằng dấu phải. Được. Và chúng ta khi viết thì chúng ta chỉ viết một thôi. Chúng ta nếu như trùng nhau thì chúng ta sẽ bỏ. Được. Không viết trùng. Viết một lần, xuất hiện một lần. Và khi viết thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta liệt kê. Cách thứ hai thì chúng ta viết theo dạng là nó có cái tính chất đặc trưng, có tính chất trùng. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.